Hồng Dương Si biết mối quan hệ thực sự giữa Lộc Hàm và Địch Đại Nhật Ba, tình trạng hiện tại của Đàm Tùng Vận. Dương Mịch lợi dụng Viên Băng Nhiên để hạ bệ Lệ Dĩnh. Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa Ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đã đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz Hoa Ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Vương Nhất Bác là con cưng của Nhạc Hoa. Tài nguyên của Vương Nhất Bác tốt bởi vì công ty quản lý của anh ấy là Nhạc Hoa, giờ anh ấy là nhất ca của công ty. Bớt của Nhạc Hoa là Đỗ Hoa nằm trong tay nhiều nhân mạch, tài nguyên. Cho nên thường những tài nguyên tốt nhất sẽ được đưa tới cho Vương Nhất Bác. Hiện tại Vương Nhất Bác chính là đỉnh nưu. Dù mọi người có nghi ngờ thì anh ấy cũng không thể phủ nhận trong mắt tư bản, anh ấy chính là một chiếc bánh ngọt. Giờ những ngôi sao muốn phát triển bên điện ảnh, lưu lượng cao như Vương Nhất Bác cũng có lợi. Mối quan hệ của Địch Đại Nhật Ba và Lộc Hàm là như thế nào? Địch Đại Nhật Ba và Lộc Hàm năm xưa đều ý thức được họ đang sao tác couple khi cùng tham gia show. Lúc đó không phải chỉ có một bên là tự sao tác đâu. Nếu chỉ có một bên thì chắc chắn sẽ không mang đến hiệu quả gì cả. Lộc Hàm luôn cố gắng che giấu chuyện tình cảm thật của mình. Còn Nhật Ba từ việc sao tác couple này thu được lợi cũng khá lớn. Địch Đại Nhật Ba chưa bao giờ dính nhiều đến chuyện của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng. Những lời ký giả kia nói đều là chém gió. Nếu không cặp đôi này đã sớm tan rồi. Về sau Lộc Hàm rơi xuống thần đàn, nguyên nhân một phần cũng đến từ việc công khai hẹn hò. Nhưng thời thế thay đổi, khi mà làng giải trí có quá nhiều cha nam thì một Lộc Hàm sẵn sàng thừa nhận chuyện tình cảm là nhận được sự ca tụng. Còn phía Nhật Ba bây giờ không chỉ lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với Lộc Hàm mà còn nhân cơ hội này đối phó với những tin đồn hẹn hò giữa cô ấy và Hoàng Cảnh Du. Dù sao có rất nhiều người tin cô ấy từng hẹn hò với Lộc Hàm và Hoàng Cảnh Du mà. Đàm Tùng Vận giờ thế nào? Đàm Tùng Vận hiện đang quay bộ Trở Về, có khả năng đến tháng 7 sẽ đóng máy. Bộ phim chiếu cách đây không lâu của Đàm Tùng Vận Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám thu hút được lượng fan lớn cho cô ấy. Hiện giờ một số nền tảng và nhà đầu tư rất xem trọng Đàm Tùng Vận. Về cơ bản cô ấy không có phim nào ở mức quá dở, diễn xuất ổn và cũng thuộc kiểu diễn viên không dễ xảy ra chuyện. Đàm Tùng Vận giờ đang tiếp xúc với Cổ Trang và một bộ điện ảnh nhưng chưa quyết định. Dương Mịch lợi dụng Viên Băng Nhiên để hạ bệ Triệu Lợi Dĩnh. Vì nghe thấy tin Viên Băng Nhiên đóng vai phụ trong Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch mà fan cô ấy rất bức xúc. Tình ra thì cô ấy cũng là nữ diễn viên có thành tích phim nhất phiên rồi nên không đáng phải đi làm nền cho sao nữ 80 năm. Theo tình hình của Viên Băng Nhiên hiện nay thì lựa chọn này cũng không hẳn là tồi. Cô ấy là ứng cử viên sáng giá cho những vai nữ chính phim cổ trang thần tượng, nhưng cô ấy căn bản chưa có trong tay tài nguyên cấp S cộng, mà chủ yếu chỉ quanh quẩn ở cấp A mà thôi. Cho nên Viên Băng Nhiên làm nữ phụ trong một dự án lớn cũng đâu đến nỗi. Nhưng ngày trước Trần Tiểu Vân là nữ phụ nhưng vẫn chiếm spotlight của Dương Mịch đấy thôi. Chỉ có điều việc để Viên Băng Nhiên nhận Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương cũng là do Dương Mịch tác động vào, và cô ấy có mục đích rất rõ ràng. Giờ để một người có gương mặt giống Triệu Lợi Dĩnh làm nữ phụ cho mình mà còn trở nên nhân vật của Dương Mịch trong phim. Tuy nhiên giờ phải chờ xem Viên Băng Nhiên có sẵn sàng hợp tác với Dương Mịch hay không thôi. Tình hình của Thái Tử Khôn. Tình hình của Thái Tử Khôn hiện tại đúng là không được tốt, mặc dù đã cố gắng thay đổi hình tượng, nhưng anh ấy vẫn được coi là ví dụ điển hình cho nương pháo nữ tính. Mảng âm nhạc giờ cũng không dễ làm, mà Thái Tử Khôn cũng chẳng muốn đóng phim. Ngày trước những sự việc liên tiếp xuất hiện đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Thái Tử Khôn. Hiện tại khi tham gia show nào, anh ấy cũng cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLOG. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.